hoa bưởi thơm, nhưng mùa hoa bưởi thường trôi qua rất nhanh, nên mình muốn lưu giữ hương hoa này lâu hơn để có thể sử dụng dần cho nhiều việc khác. Hoa mua về, rửa nhẹ với nước, rồi ngắt lấy hoa, còn cành thì bỏ đi. Một mẻ chưng cất thì Ly thường dùng khoảng 3 lạng hoa bưởi là vừa. Hoa bưởi sử dụng cho việc chưng cất thì không cần phải lựa chọn quá cầu kỳ, miễn là hoa đừng tàn hay là dập nát quá là được, vì như thế tức là hoa đã kém thơm đi nhiều. Hoa chuẩn bị xong, mình lấy một chiếc nồi, đặt vào đó một cái bát nhỏ rồi rải hoa xung quanh. Đổ khoảng một bát nước to vào nồi, rồi đặt tiếp một cái hũ thủy tinh miệng rộng lên trên bát. Bắc nồi lên bếp, đậy vung lại và đun ở mức lửa trung bình. Khi nước bắt đầu nóng thì mình lật ngược vung lại, bỏ đá lạnh lên trên. Nên dùng đá cục to sẽ đỡ tốn công thay đá hơn là đá nhỏ. Nước hoa bưởi bốc lên gặp lạnh sẽ ngưng tụ và chảy xuống hũ thủy tinh. Mình sẽ đun tới khi mà nước trong nồi cạn. Phần nước thu được trong hũ chính là nước cất hoa bưởi. Muốn bảo quản được lâu thì phải đợi nước nguội rồi mới rót vào lọ thủy tinh, cất trong ngăn đá tủ lạnh và sử dụng theo ý thích. Nước hoa bưởi ứng dụng được với rất nhiều món ăn như cho vào chè bưởi này, cho vào nước luộc bánh trôi rất là thơm, dùng để trộn bánh dẻo cũng rất là lành. Ngoài ra thì còn dùng để vỗ lên da mặt thay cho nước hoa hồng, cũng đem lại cái cảm giác rất là thanh mát. Chúc các bạn có những lọ nước hoa bưởi như ý nhé.